chào cả nhà. Hôm nay mình cùng anh em đi câu cá tra nghe các bạn. Tại vì phải chú ta biết. Đây là cá tra ao nhà. Cái bên nó sạch. Ao nhà này cũng nuôi cũng lâu. Cá thì cũng có cá lớn cá nhỏ. Hôm nay mình câu hên xui. Dính con cá nào thì lấy con cá đó nha. Phi quá vậy. Mù phi đâu mà con mạnh mạnh thôi. Không biết cái nào nó vô. Cái linh ngụ quá hổng trên xíu đâu á. Đây hả? Ừ. Ăn luôn cái gì hay thả rồi. Đó. Không bắt được đi để nó mương nó đi. Cái cha nó nuôi ao mà cho ăn mồi nữa các bạn. Dinh thấy chưa? Ăn mồi thì mồi sạch, cá sạch 300g bún, 100g nhóc. Cho ăn mồi vệ sinh lắm. Cá này cho ăn bánh mì, chuối, thức ăn. Chứ không có cầu vệ sinh bậy bạ dưới này đâu nha. Cá này gọi là cá sạch đó. Mày tính một quầy chuối, tao ngồi đây tao liệm cái đây nè. Nó lu vô làm đùng đùng đùng. Hay hả? Ừ, nó ngồi đây nè. Mưa gốc kia trên hồn quá ha. Lấy chuối ra lộn nó phải nó buồn gì đó. Đây. Cá nó nhát nó ăn chậm ăn ngồi đợi nãy giờ cũng chưa thấy ăn cá không lớn nữa
mời các bạn tiếp tục theo dõi Đồng Sơn. Cá khủng ha, mà dính nó cá trốn. Chí sức lại ghê phúc. Ăn hay gì vậy? Cái phao ăn hay gì vậy? Cái lụt, cái mất tiêu liền, chứ đâu có tình nhẹ nhiệt. Có sạc. Cua mấy con ngoài biển rồi, dính con nào mấy vịt không nổi. Thấy bên đây cái bu bên đây ụt lại liền. Nhưng mình róc lại đi. Nhắc vịt thử. Nè em thả cá đưa hồng nhiều không ơi? Sao nước đục ngầu vậy? Chỗ nó hết thấy cái phao. Con cá vô có năng lực. Ngộ vậy. Tính nó bự nó bây giờ cái móc ngăn lưng cho nặng. Đi con cá đá tay. Móc 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 gì. Đây con cá đi con cá rồi kìa. Nhà mày nó mới để đặt chứ gần thôi. Bây giờ mày không ngon.